Thế mà em họa tiết kẻ nữa mọi người, cái màu họa tiết này nó là cái họa tiết kẻ caro và màu sắc là màu be nha. Màu be pha rất là đẹp luôn, caro đều, đây là caro đều. Caro này nó là caro thưa, rất là yêu luôn. Hai bên phần túi thì mình cắt thiên kẻ nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Chất liệu vẫn là chất liệu thô mát. Cái này đàn hồi nhẹ hơn cái màu rêu lúc nãy nha. Nhưng mà mặc cũng rất là ôm và ghen form dáng. Đối với chất này thì ghen rất là tốt luôn nha. Mọi người mặc không có cảm giác bị lằn đâu. Mặc dù là mặc như mình mặc đây là rất là sát, không có độ thở nữa rồi. Kéo thì vẫn kéo ra được bởi vì vẫn có độ đàn hồi. Nhưng nó không đàn hồi nhiều và mạnh như kia, nhưng nó ghen dáng rất là tốt nha mọi người nha. Xinh quá. Cái màu này cũng rất là đẹp, rất là tôn da. Màu này là màu be hồng nha. Xinh quá. Cái này thì chất liệu thô này mình phải nói là nó có độ phồng xốp nhiều hơn. Cho nên là những cái chị em mà có cái mông quá to nha, cái vòng ba mà quá to nên cân nhắc một chút xíu. Đây mọi người thấy không ạ? Cái phần nó đẩy hông cực kỳ mạnh. Đấy. Thì những người có vòng ba to thì mình sẽ có lời khuyên cho đối với những chất mềm, nhẹ như chất đũi lúc nãy, khá là mềm. Dù và có thể là cái phần này mình sẽ đánh giảm bớt đi một chút xíu nữa. Có nghĩa là nếu như ai có vòng ba khá to thì cái này mình sẽ được điều tiết cho hai bên này sẽ giảm nhẹ đi. Có nghĩa là nó sẽ bớt cái độ phồng đi thì mọi người sẽ ok nha. Còn cái dáng này của mình là đẩy hai bên hông thì những chị em nào có vòng ba nó hơi bị khiêm tốn này, hai bên hông bị hẹp này, mặc mọi người thấy đẩy hông mạnh không ạ? Rất là đẹp luôn và cái dáng rất là xinh quá. Cái này nếu mà bạn nào mà mặc chân váy rời cũng được nha, chân váy rời với họa tiết này mặc với áo trơn bên trên cũng rất là tuyệt vời. Còn lên nguyên một em váy này cũng thấy cực kỳ là xinh. Cái này cũng là size M, có nghĩa là tất cả những cái mẫu mà mình đăng lên đều là size M hết. Nếu như ai có nhu cầu vẫn có thể mua luôn. Và ai không có số đo giống mình là 86, 70 và 90 thì mọi người có thể đặt may theo yêu cầu số đo của mình cho chuẩn nha. Cho mình chiều cao cân nặng, cho số đo nếu có. Hoặc là những cái ưu nhược điểm mọi người nói lên là mình có thể cắt từ xa được, chị em vui lòng chụp mẫu gửi vào Zalo cho mình với số Zalo 0984004193. Mình sẽ tư vấn cụ thể về chiều cao cân nặng. Mình sẽ lên form cho chị em mình mặc vừa và ưng nhé. Mình vẫn nhắc lại, và chiều cao của mình 1m52 mặc là đến bắp chân. Nếu như ai đến 1m65 vẫn có thể mặc được với cái tỷ lệ này, rất là vừa, rất là đẹp, tỷ lệ 2:1 rất là xinh rồi. Nếu như ai cao thì mọi người có thể báo cái số đo chiều cao, bởi vì là đôi khi chiều cao của mọi người nó cao thì cái lưng nó dài hơn, tỷ lệ nó sẽ phải điều chỉnh một chút xíu mới đẹp nhá. Chỉ sợ nhất là ai cao mà lưng dài thì mặc này nó bị cao. Nếu nguyên cái chiều dài của váy này thì ok, nhưng cái điểm hạ eo nó không chính xác. Cho nên nếu như ai mà cao lưng dài thì người trao đổi với mình như vậy thì mình sẽ điều chỉnh về cái chiều dài và cái tỷ lệ cơ thể cho mọi người hợp lý nhất.